Thưa quý vị, theo một nghiên cứu của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, trên 14 triệu tấn nhựa xâm lấn và phá hủy hệ sinh thái mỗi năm, trong khi phát thải khí nhà kính liên quan đến nhựa có thể chiếm đến 15% tổng phát thải CO2. Trước thực trạng đó, các quốc gia trên thế giới đã kêu gọi giảm thiểu rác thải nhựa toàn cầu. Còn tại Việt Nam, chúng ta cũng đã cam kết hành động mạnh mẽ với việc đưa ra 3 mục tiêu quản lý chất thải nhựa là giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế. Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc chiến chống rác thải nhựa vẫn là cuộc chiến cam go. Dạo quanh các khu chợ dân sinh ở Hà Nội, dễ dàng quan sát thấy túi ni lông hiện diện trong mọi hoạt động mua sắm của người dân. Cái lượng cô mua rau, mua đồ ăn cũng nhiều, nên cô cũng tối đa cũng phải đến 5-7 cái. Mình đi thì mình không mang cái gì đi. Thì cho nên chợ thì bây giờ có nhu cầu người ta to túi ni lông thì mình phải lấy, thì mình còn đựng chứ không bao giờ mình đựng cái gì được. Thế thì bây giờ thì người ta cho bao nhiêu thì mình lấy bao nhiêu, cũng phải cần dùng. Thống kê chỉ ra, bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông trong một tháng. Khoảng 3,1 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra hàng năm ở nước ta. Trước sự đe dọa của vấn nạn ô nhiễm trắng, năm 2019, cuộc chiến chống rác thải nhựa đã được phát động trên toàn quốc. Với khẩu hiệu hành động là nhà nhà hạn chế rác thải nhựa. Thế nhưng phong trào này, sau thời gian dài sôi động, giờ đây có vẻ như đâu lại vào đấy. Chúng tôi đã thiết kế các cái mô hình thu gom hay là những cái chiến lược truyền thông để kêu gọi nâng cao nhận thức, ý thức của mọi người. Thế thì có một số những cái thách thức khi mà thực hiện những cái mô hình này, cái ý thức của người dân thì chưa có thể, hiện nay họ đang hiểu đến cái vấn đề về môi trường. Tuy nhiên từ nhận thức đi đến hành động thì nó vẫn là một cái khoảng cách. Nguyên do là bởi người dân thì vẫn khó từ chối được sự tiện dụng của túi ni lông. Các nhà sản xuất mặt hàng tiêu dùng chưa tìm được vật liệu thay thế bao bì nhựa để đóng gói. Thị trường các sản phẩm thay thế đồ nhựa dùng một lần cũng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Khi mà chúng tôi thực hiện các cái dự án về môi trường trong chương trình hành động vì môi trường của Quỹ Biển Giám Sóc Việt, về nhận thức cộng đồng đã có cái sự thay đổi rất là nhiều. Nhưng về hành động thì chưa thực sự có được nhiều cái sự thay đổi về lối sống cũng như là hành vi của mọi người. Điều này thì cũng xuất phát từ cái thực tế khách quan, đó là các cái sản phẩm nhựa, sản phẩm sử dụng một lần từ nhựa thì rất là rẻ và lại rất tiện dụng. Nó phù hợp với điều kiện kinh tế của đa số người tiêu dùng. Và để việc chuyển dịch từ cái sản phẩm nhựa dùng một lần sang những cái sản phẩm dùng nhiều lần cũng là một cái bài toán kinh tế mà người dân cần phải đối mặt. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người. Giảm thiểu rác thải nhựa không còn là nhiệm vụ của riêng ai. Nếu không hành động ngay từ bây giờ, thì những tác động tiêu cực của nó sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chai nhựa, túi ni lông sẽ trở thành rác thải, nhưng nếu con người có đủ nhận thức và biết cách sử dụng chai nhựa, túi ni lông đúng cách, đúng chỗ, thì hành trình xóa bỏ ô nhiễm trắng chắc chắn sẽ được thực hiện trong một tương lai không xa.